Bảo anh cài cái ví Việt này, cài vào là được giới thiệu, là em giới thiệu là anh thì anh được 10.000, mà em được Rồi, 10.000. rồi. Đầu tiên là vào CS Play, anh vào CS Play đi. Vào CS Play. Anh gõ ví Việt vào. Gõ từ ví Việt. Cài đặt thôi, bấm cài đặt. Và bấm cài đặt. Cái này rất nhẹ thôi, chỉ có 28,18 MB thôi. Các bạn cài cực kỳ đơn giản. Được rồi, cài được. À, đã cài đặt thành công. Ta sẽ vào ví Việt. Ra đăng ký. Đây, đăng ký ngay đấy. Vào chỗ đăng ký ngay. Đấy, nhập. Nhập số điện thoại của bạn. Họ tên. Email của bạn nhận. Khi mà có những cái thông báo thì các bạn sẽ ví Việt sẽ gửi về email này. Theo các bạn là khẳng định giới tính của mình. Ngày sinh. Chọn. Rồi các bạn là nhập mật khẩu. Mật khẩu các bạn nhập 2 lần. Xong rồi các bạn ấn xong. Đây, đồng Mật ý khẩu đi. đang ở Đồng ý. bạn ấn tích và đồng ý, sau đó các bạn ấn tiếp tục. Mật khẩu đang ở dạng là trung bình. Rồi các bạn nhập chứng minh thư của bạn. Thành phố các bạn hiện tại đang ở. Phường xã. Bạn ấn tiếp tục. Các bạn vào hệ thống sẽ gửi vào tin nhắn của các bạn, thì các bạn copy cái mã là 808246. 808246. 808246. Sau các bạn ấn đăng ký. Đây đây, đây mới là Rồi bây T888 giờ đấy. các bạn nhập mã chủ của nó là T Hoa 888. Các bạn ấn xác thực. Xác nhận. Rồi các bạn ấn xác nhận. Quý khách đã đăng nhập giới thiệu thành công. Thì thành công này là Thì mỗi người sẽ được 10.000. Thành công này mỗi người sẽ được 10.000. Đến tầm 1-2 giờ thì đấy nó sẽ gửi về cho anh. Anh được 10.000 và em được 10.000 Vâng. là về màn hình chính ấy. Ở đây có một chương trình khuyến mại nữa là khuyến mại đây, nạp tiền Trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 9 năm 2017, khi thực hiện nạp tiền điện thoại cho chính số điện thoại mà bạn đã đăng ký với ví Việt, thì số tiền tối thiểu của bạn là 30.000 đồng trong vòng 30 tháng. Bạn sẽ nhận được tiền thưởng là 50.000 đồng theo tỷ lệ của chương trình ưu đãi thanh toán qua ví Việt. Mức thưởng chi tiết như sau. Bạn có thể nhìn thấy cái bảng ở bên dưới đấy ạ.
thì nạp tiền lần đầu là được 10.000 thì là không được nạp tiền điện thoại. Tháng tiếp theo là 20.000 thì các bạn sẽ nhận được 30.000. Tháng tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhận được 20.000. Đặc biệt khi mà nạp tiền điện thoại qua ví Việt, bạn còn được chiết khấu 3-7,1%. Tùy theo từng nhà mạng khác nhau, các bạn lưu ý nhé, tùy theo từng nhà mạng khác nhau mà các bạn nhận được ưu đãi chiết khấu phần trăm từ số tiền mà bạn nạp. Khi nào mà các bạn muốn kiểm tra tiền thì các bạn vào chỗ quản lý tài khoản. Thì các bạn sẽ thấy thông tin tài khoản của mình và số tiền. Nó mới cộng 10.000 ở đây. Các bạn chờ một chút, là khoảng tầm khoảng 2 tiếng nữa nhé. 2 tiếng nữa. Còn đây có thể mua nạp tiền điện thoại đây. Có thể nạp các nhà mạng hoặc là mua mà thẻ cào. Cho phép. Đây. Đây, các bạn có thể nhìn trên màn hình đấy thì các bạn có thể nạp về số tiền tương ứng như trên. Thì khi mà các bạn nạp thì các bạn có thể được khuyến mãi như vừa rồi thì mình có mở cho cái bảng cho các bạn xem đấy ạ. Thì là đâu nhỉ? Đây, nạp tiền đấy ạ. Đây, đây là nạp tiền tháng. Theo tháng nhé, các bạn lưu ý theo tháng nhé. Tháng thì N là ví dụ như tháng này. Tháng này là tháng 10, tháng N chẳng hạn, như đến tháng 11 các bạn nạp số tiền là trên 20.000 thì các bạn sẽ được là ví Việt sẽ khuyến mại cho các bạn là 30.000 đồng nữa, thì các bạn sẽ có 50.000 đồng trong tài khoản của mình.